Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe bản tin cập nhật về giá xăng dầu hôm nay, ngày 5 tháng 1 năm 2022. Thưa các bạn, giá dầu thô Brent vượt mức 80 USD trên thùng sau quyết định của OPEC cộng. Trên thị trường thế giới, giá dầu thô biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay, với dầu thô Brent neo lên trên 80 USD trên thùng sau khi OPEC cộng thống nhất duy trì kế hoạch tăng sản lượng trong tháng 2. Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,17%. Xuống 77,06 USD trên thùng ghi nhận đầu giờ sáng nay, trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 3 tăng 0,01% lên 80,17 USD trên thùng. Giá dầu thô Brent tăng vọt lên 80 USD trên thùng trong phiên giao dịch sáng nay, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, sau khi OPEC cộng thống nhất duy trì kế hoạch tăng sản lượng trong tháng 2 vì những dấu hiệu cho thấy biến thể Omicron chỉ tác động nhẹ tới nhu cầu. Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent tăng 1,3% lên 80 USD trên thùng, gần mức cao xác lập ngày 26 tháng 11, thời điểm các báo cáo về biến thể mới lần đầu xuất hiện và dấy lên một đợt giảm 10%. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,2% lên 76,99 USD trên thùng. OPEC cộng gồm các tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, OPEC và các đồng minh đã đồng ý tuân theo kế hoạch tăng sản lượng dầu thêm 400.000 thùng trên ngày vào tháng 2. Quyết định của tổ chức các nhà sản xuất dầu lớn phản ánh lo ngại về thặng dư lớn trong quý đầu tiên đã suy yếu, cũng như mong muốn đưa ra hướng dẫn nhất quán cho thị trường. Dự trữ dầu thô tại Mỹ, quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới, được dự báo sẽ giảm tuần thứ 6 liên tiếp, với kết quả khảo sát các nhà phân tích của Reuters sẽ được công bố vào chiều ngày 4 tháng 1, trước khi là báo cáo của chính phủ được ban hành vào thứ Tư ngày 5 tháng 1. Người phát ngôn cho biết, Nhà Trắng hoan nghênh quyết định tiếp tục tăng sản lượng của OPEC cộng, điều sẽ giúp thúc đẩy kinh tế phục hồi. Tại Anh, những người nhập viện vì COVID-19 thường ít xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng hơn trước đây. Trong khi ở Pháp, Bộ trưởng Tài chính nước này cho biết một số lĩnh vực đang bị gián đoạn bởi sự gia tăng của số ca mắc biến thể Omicron, nhưng không có nguy cơ làm tê liệt nền kinh tế và giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP 4% vào năm 2022. Về tình hình giá xăng dầu trong nước hôm nay, tính từ chiều ngày 25 tháng 12, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, sau khi việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau. Xăng E5 RON 92 hiện không cao hơn 22.550 đồng trên lít. Xăng RON 95 không cao hơn 23.295 đồng trên lít. Dầu diesel không cao hơn 17.579 đồng trên lít. Dầu hỏa không cao hơn 16.518 đồng trên lít. Và dầu mazut không cao hơn là 15.745 đồng trên kg. Tính đến ngày 5 tháng 1 năm 2022, giá bán lẻ xăng dầu vẫn duy trì ở mức này. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá xăng dầu ngày 5 tháng 1. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.